Xin chào bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau test độ bám màu của cây son Grow version 2019 nhé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi là làm như thế nào để cây son này có khả năng bám màu tốt đến như vậy, và cây son bám màu tốt đến như vậy thì liệu nó có chứa chì hay không nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này. Kể từ khi ra mắt em Grow version 2019 ngày 23 tháng 6 thì em nhận được rất là nhiều đơn đặt hàng cũng như là rất là nhiều lời feedback cho sản phẩm này, rằng là ok, son này nó rất là mềm môi, nó rất là mịn môi và nó rất là bám màu rất là lâu. Có những chị em nói rằng là em đánh son suốt từ sáng sớm cho đến tận tối mà em vẫn phải tẩy trang bởi vì nó bám màu cả ngày, không trôi son kể cả em có ăn uống luôn. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn có rất là nhiều chị em hỏi rằng ồ, liệu nó có bám màu thật hay không, và cũng có một số bạn hỏi là ủa chị ơi, nó bám màu như vậy thì nó bám màu dựa trên cơ chế nào, hay nó bám màu nhiều như thế là do chì à, cây son bám màu nhiều là do chì à. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì Ngân quyết định sẽ làm một video để giải thích những cái câu hỏi đó của các chị em nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau test về độ bám màu cây son này. Để test về độ bám màu thì Ngân xin phép sẽ dùng một chút son ra tay, và chúng ta sẽ đợi trong khoảng là 3 đến 5 phút để son khô để chúng ta có thể test độ bám màu nhé. Rồi đây, một chút son ra tay và chúng ta sẽ chờ son khô nha. Còn nói về cái nguyên lý để giúp cho cây son này có thể lì màu thì chúng ta sẽ nhắc đến thành phần nguyên liệu, một cái công nghệ mới nhất của Mỹ, đó là công nghệ Resin MQ. Thì với phiên bản Son Grow năm 2016-2017 thì chúng ta có sử dụng nguyên liệu resin rồi để tạo lớp màng kháng nước rồi. Tuy nhiên là ở phiên bản này chúng ta lại sử dụng gấp 3 lần, đột phá mới X3, chúng ta sử dụng gấp 3 lần lên, 3 loại resin để giúp cho cái lớp kháng nước của chúng ta nó được kháng nước tốt hơn, chống trôi tốt hơn và bền màu nhiều hơn. Chính vì như vậy nên là cây son này nó bám màu rất là kinh khủng, rất là lâu trôi. Có nhiều chị em thì nói rằng ổ son lâu trôi như vậy thì chắc là có chì. Các chị em để ý ạ, chúng ta có son có chì là từ thời những năm 99 hay những năm 90, 2000 thì thời đó son có chì rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Và các chị em để ý thì các chị em có thể thấy là son có chì thì sau khi lên tay các chị lau đi thì nó sẽ còn cái vệt son trên môi, còn vệt son trên tay, nhưng mà nó vẫn cứ bị trôi đi, và nó chỉ còn bám lại một vệt son mỏng ở trên tay thôi. Nhưng phiên bản Grow version 2019 thì các chị thấy rằng là sau khi son khô đi, các chị có cọ tay hay các chị có dùng giấy lau đi đi chăng nữa thì son nó vẫn không hề di chuyển, vẫn không hề thay đổi gì cả. Điều này xảy ra là nhờ lớp màng kháng nước chống trôi đó. Cho dù chì thì cũng không thể làm được điều đó. Chì cũng không thể nào làm nên cái màng chống trôi, màng kháng nước tốt đến như vậy. Nên thỏi son này của chúng ta bám màu kinh khủng hơn cả cái việc những người ta sử dụng chì mà không hề có chì một chút nào. Hoàn toàn an toàn cho sức khỏe của các chị em phụ nữ, các chị em hoàn toàn yên tâm nha. Các chị em có dùng chì, các chị có so sánh độ lì với son Grow version 2019 thì cũng không bao giờ bằng được. Các chị có thể kiếm một cây son Trung Quốc, cây son có chì nào đó, và các chị so sánh độ lì với Grow version 2019 đi, còn lâu mới bằng được ạ. Bởi vì cái son này của chúng ta chống trôi, chống nước, chống lem nhờ lớp màng chống trôi kháng nước chứ không phải nhờ chì. Chì thì nó không thể có cái tác động đấy được. Chờ son khô đi sau khoảng vài phút nữa thì em Ngân sẽ test cho các chị xem là lớp màng kháng nước này nó hoạt động kinh khủng đến như nào nhé. Đó, và bên cạnh đó thì rất là nhiều chị hỏi là ổ lệ liệu cái son này nó lì như vậy, nó bám màu như vậy thì nó có khô môi hay không. Thì cái câu hỏi này hoàn toàn chính xác ạ. Bởi vì trước khi làm ra mẫu son này thì em Ngân đã test hàng ngàn mẫu, không chỉ của cây son này mà còn rất là nhiều những thương hiệu khác, để mình so sánh thực tế xem là cái chất lượng son của mình đến đâu. Mình tìm hiểu xem những ưu điểm, nhược điểm của những dòng son khác để mình có thể tạo nên một cây son chất lượng như thế này. Thì em có một số loại, trời ơi, em xem quảng cáo em thấy nó lì dã man, nó bám màu dã man, cọ không được, rửa không được, giống như son Grow này luôn. Nhưng mà khi mà nó lên môi thì nó khô lắm, nó khô muốn toát cái môi ra luôn ạ. Nhưng mà em Grow này thì các chị em dùng lên sẽ có một cảm giác đó là môi rất là mềm, rất là mịn, rất là mượt, cực kỳ mềm mịn mượt luôn. Lý do tại sao lại như vậy? Bởi vì trong cây son Grow này có sử dụng một loại nguyên liệu rất là mới nhất luôn, đó là Feeling Spear. Thì đây là
Cấu trúc của nó là các quả cầu kép. Các quả cầu kép có chứa hyaluronic acid siêu phân tử. Hyaluronic acid siêu phân tử này nó sẽ thẩm thấu sâu vào trong da môi của chúng ta, giữ nước giúp cho làn da môi của chúng ta nó trở nên được dưỡng ẩm, căng căng mịn mịn hơn. Và các chị sử dụng sau một thời gian dài sẽ thấy rằng là các nếp nhăn môi của chúng ta nó dần được đẩy lên, dần được lấp đầy và môi của chúng ta nó sẽ căng mọng dần lên đấy ạ. Thì đấy là cái công dụng dưỡng ẩm. Và lý do tại sao nó lại dưỡng được tốt như vậy thì thường thì các chị biết đến hyaluronic acid có trong các sản phẩm serum hay là sữa rửa mặt hay là trong kem dưỡng, bởi vì nó là thành phần tan nước. Tuy nhiên son của chúng ta chứa sáp dầu, chính vì vậy chúng ta phải tìm loại hyaluronic acid tan dầu luôn ạ. Chính vì vậy giá thành của chất liệu bên trong cây son này nó cực kỳ mắc, nó cực kỳ đắt luôn. Chỉ riêng cái ruột cây son này thậm chí đã bằng rất là nhiều giá thành của những cây son hoàn chỉnh khác rồi. Đó là lý do vì sao mà cây son này có giá cao hơn RAW phiên bản cũ. Nhưng mà cao hơn RAW phiên bản cũ thôi, còn thực tế thì nó vẫn đang rất là rẻ so với những cái gì mà nó đem lại cho các chị em phụ nữ. Hãy thử tưởng tượng đi, trước đây chúng ta dùng son, trời ơi nó cứ lem luốc dã man, đeo khẩu trang, bỏ khẩu trang ra đã hết sạch son rồi. Và bây giờ chúng ta có một cây son nó bám màu cả ngày trời, không những bám màu nó còn rất là dưỡng môi, rất là tốt. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, cái giá thành 295 nó quá là rẻ cho cây son này rồi. Bây giờ thì son đã khô và chúng ta sẽ cùng nhau test màu. Chúng ta test xem cái độ lì của cây son này nhé. Đầu tiên là Nhân sẽ test cho các bạn xem với màu trên môi của mình. Màu của mình trên môi là mình đang đánh màu 01 đỏ cam. Rồi các chị em có thể thấy đấy ạ, giấy của chúng ta không hề lem son lên một chút nào cả. Rồi, bây giờ Ngân sẽ tiếp tục test cái màng kháng nước trên da tay cho các chị em xem nha. Đây ạ, liệu có son có trì nào mà khi chúng ta lau đi như thế này mà son không hề di chuyển thì không ạ? Hay chúng ta có thể dùng khăn giấy nha. Các chị em có thể thấy độ lì của son. Độ bám màu của son hoàn toàn hoạt động dựa trên lớp màng resin chống nước, kháng nước, bám màu tuyệt đối. Chính vì vậy các chị có thể hoàn toàn yên tâm rằng son RAW version 2019 của chúng ta bám màu cực kỳ lâu nhưng không hề chứa chì. Hãy dẹp bỏ điều đó đi, hãy yên tâm. Với các sản phẩm của Mini Garden thì hoàn toàn các chị có thể yên tâm, cực kỳ yên tâm, không bao giờ có chứa chì hay chất độc hại nào cả. Ngay với những chiếc túi đựng cây son, Mini Garden đều mong muốn cái tiêu chí xanh sạch là thêm vào đó các cái thành phần để giúp cho cái túi nó có thể tự tiêu hủy được. Thì không lý do gì mà sản phẩm dùng trên làn môi của các chị em phụ nữ mà nó không cực kỳ an toàn cho các chị cả. Các chị hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng nhé.